Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Bên em chuyên đầu MD, đầu DAC, đầu DAT. Hiện tại thì em đang có những cái con đầu bảng như MD Denon S10 ha. Con này hôm trước em đã có quay clip cho cả nhà mình với giá 22 triệu ha. Ở phía trên là con 365 ES ha, cũng đã quay clip ha. Con này cũng có giá, con này có giá 26 triệu cả nhà. Và phía trên là một con Dash 2000 ES ha. Con này thì có giá là 22 triệu cả nhà ha. Thì đây là những cái đầu đầu bảng ha, thuộc những dòng đầu bảng hết. Con nào cũng là đầu bảng. Và bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với em ha. Ở đây con 2000 ES thì là má gỗ zin cả nhà ha. Còn hai con ở dưới là má gỗ do bên em làm cả nhà ha. Những cái đầu này thì nhà sản xuất người ta không sản xuất má gỗ, em làm má gỗ cho nó đồng bộ ha, rất là đẹp. Và bác nào yêu thích những cái sản phẩm này có thể liên hệ với em. Clip hai con ở dưới thì em đã có rồi. Nói chung đầu em bán ra là nguyên bản nguyên zin và hoạt động hoàn hảo cả nhà ha. Bác nào quan tâm có thể liên hệ với em nha. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình. Đây là con Dash 2000S ở trên. Và con MD 365 có số seri 0834 ha. Cũng như là đầu MD Denon có số seri là 0599 cả nhà ha. Thì bác nào quan tâm có thể liên hệ với em nha. Dạ. Rồi. Tiếp theo đó là em giới thiệu đến cả nhà mình một cái bộ dàn của một anh chơi audio ở Biên Hòa cả nhà ha. Thì trong đó thì em có bán cho ảnh một cái đầu Nakamichi cũng như là hai cái đầu Dash 2000 đó. Thì đó là cái bộ dàn của ảnh. Ngoài ra thì ảnh còn mua thêm mấy món ở chỗ khác nữa. Trong đó ảnh có hai con Nakamichi Dash 1000 dự phòng cả nhà ha. Một con mua của em và một con ảnh mua thêm để dự phòng. Và cuối clip thì em sẽ test ghi phát của con Dash Nakamichi mà em về hôm trước cả nhà ha. Mời cả nhà mình đón xem ha. Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em test ghi phát đầu Dash Nakamichi cũng như là test âm thanh của con Marantz HD DAC1 cả nhà ha. Mời cả nhà mình cùng nghe hai cái đầu này nó kết hợp với nhau. Kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai. Mà về đây nghe gọi tiếng xưa, để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây đời bằng hạt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hấp hối, và hận thù người người lắng xuống, rồi tìm nhau như tìm xót xa trong lúc
sông nước buồn, chờ lòng mình trở về quê hương, chờ hồn mình về dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá và nhạt hoa xin tạ chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau. Sẽ trả lại. Và cho nó phát lại nha cả nhà.
nhau như từ xót xa. Trong lúc lệ đã đầy vơi, về đây. HDDAC1 chỉ có giá 9,9 triệu thôi nha cả nhà. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem clip ạ.